đề bài cho phép tính 8085 nhân 9. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng thực hiện phép nhân này nhé. Khi thực hiện nhân số có 4 chữ số, với số có một chữ số, ta thực hiện qua hai bước, đó là đặt tính và tính. Khi đặt tính, chúng ta viết thừa số thứ nhất trước, sau đó viết thừa số thứ hai bên dưới thừa số thứ nhất, sao cho số 9 thẳng cột với số 5. Viết dấu nhân bên trái giữa hai thừa số, rồi kẻ gạch ngang. Tiếp theo, chúng ta tính theo thứ tự từ phải sang trái và lấy thừa số thứ hai nhân với từng chữ số trong thừa số thứ nhất. Ta có 9 x 5 bằng 45, viết 5, nhớ 4 vào hàng chục. Tiếp theo, 9 x 8 bằng 72. Vì chúng ta đã nhớ 4 vào hàng chục, nên ta có 9 x 8 bằng 72, thêm 4 bằng 76, viết 6 và nhớ 7 vào hàng trăm. Tiếp tục, xét tới hàng trăm, chúng ta sẽ có 9 x 0 bằng 0, thêm 7 bằng 7, viết 7. Vừa rồi, vì phép tính ở hàng trăm, nên thực chất chúng ta đã lấy 9 nhân với 0 trăm và cộng thêm 700 chữ số 7 ở kết quả mang giá trị 700. Cuối cùng là hàng nghìn. Chúng ta có 9 x 8 bằng 72, viết 72. Vậy, kết quả của phép tính 8085 x 9 là 72.765. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm thêm một ví dụ nữa nhé. Chúng ta có phép tính 5396 x 7. Chúng ta thực hiện đặt tính 5396 x với 7. Đầu tiên, ta lấy 7 x 6 bằng 42, viết 2 ở hàng đơn vị và nhớ 4 vào hàng chục. Tiếp theo, 7 x 9 bằng 63, thêm 4 bằng 67, viết 7 nhớ 6. Sau đó là hàng trăm. Chúng ta có 7 x 3 bằng 21, thêm 6 bằng 27, viết 7 nhớ 2. Cuối cùng là hàng nghìn. 7 x 5 bằng 35, thêm 2 bằng 37, viết 37. Như vậy, kết quả của phép tính 5396 x 7 sẽ là 37.772. Các bạn nhớ nhé! khi thực hiện phép nhân số có 4 chữ số, với số có một chữ số, chúng ta tính theo thứ tự từ phải sang trái và lấy thừa số thứ hai nhân với từng chữ số trong thừa số thứ nhất. Trong trường hợp phép tính nhân có nhớ, chúng ta sẽ nhớ vào hàng đứng liền bên trái nhé.